Mai đóng đến tuần sẽ là một cái nến pin ba, một cái nến pin ba tăng giá. À, một cái nến pin ba tăng giá. Mình ngày mai mình sẽ kỳ vọng một cái nến pin ba tăng giá, tức là thứ hai ngày mai mình sẽ kỳ vọng như một cái nến đóng như thế này với tình trạng hiện tại này. Còn đêm nay anh em ngủ mà nó có quậy hay không thì không biết nha, nhưng mà mình kỳ vọng ngày mai nó sẽ đóng nến như thế này với cái nến như thế này. Thì khi mà đóng nến như thế này thì mình sẽ kỳ vọng là nó sẽ lên ít nhất là vùng cản gần nhất. Cản gần nhất nó sẽ rơi vào khung D, đó là quanh khu vực EMA34, là khu vực 17.000 cho tới 17.800. Đó là khu vực ngắn nhất mà BTC có thể lên test. Mà để mà lên được 17.800 thì nó phải qua một cái chướng ngại vật nữa, đó là vùng EMA89 của khung H4, quanh khu vực đó là 16.800 cho tới 17.000. Điều kiện mà để lên được 17.800 cho tới 18.000 đô á thì nó phải vượt qua một cái trở ngại cực kỳ rất là chông gai, đó là quanh khu vực cản của H4. Dạ nè, anh nói là ngày mai nếu mà BTC dù có đóng đến tuần đẹp thì anh em cũng phải xét ở những khung nhỏ hơn nữa, chứ không phải là đóng đến tuần đẹp là anh em bây giờ anh em lâm sao mà lem lét là ở dưới cái chân nến là sai nha. Thà anh em long được ở dưới đây thì sao không nói, thà anh em long được ở dưới 15.000 mấy này, 15.000, 15.600. Hôm bữa mình cho anh em long 15.600 cho tới 15.400 á. Nếu mà anh em long được cái chỗ đó thì anh em kéo là lên em gồng thì ok. Còn nếu ngày anh em mà chưa có lệnh á, mà ngày mai mà ví dụ nó đóng đến tuần đẹp như thế mà đem lao vô anh em long á thì nó khá là rủi ro, nên là anh em cẩn thận nha. Còn có gì để mình tìm entry giờ, nhưng mà hiện tại thì BC đang đi ngang cũng chưa có gì mới. Mình kỳ vọng BC sẽ lên test quanh khu vực EMA89 của khu H4, đó là quanh khu vực 16.800 cho tới 17.000 đô. Và mình kỳ vọng nó sẽ phá để lên test EMA34 của khung D là 17.600 cho tới 18.000, được chưa? Còn hiện tại thì BC đang đi ngang trong cái khung H4 này và quanh cái hộp này. Nếu trường hợp mà gãy thì sáng mình có vẽ cái plan cho anh em rồi đó. Trường hợp BC gãy cảnh dưới của hộp thì nó sẽ có thể quay về test quanh khu vực Demizon của khung D một lần nữa, đó là 15.600 cho tới 15.800 nha. Mình thì mình không kỳ vọng nó đâm đâu, nhưng mà phải xem tình hình như thế nào nữa. Lại cũng sắp đóng đến tháng rồi, cũng sắp đóng đến tháng rồi, Fed cũng chuẩn bị họp rồi, nên là trong tuần tới khả năng là BTC nó sẽ biến động đấy, ăn là trong tuần tới BTC sẽ biến động. Như là mình nhớ không nhầm là tuần sau ngày ngày 2 tháng 12 là Fed sẽ họp đấy, không nhớ mình nhớ là không không biết có chính xác hay không nha, là tầm ngày 2 tháng 12 là Fed sẽ họp tăng lãi suất nữa đó. Nghe giật giật là do phía 3G bên bạn hay là wifi bên bạn bị giật á, anh em khác có nghe rõ không? Anh em tại sao rất là nhiều anh một một trăm mấy chục người người ta nghe người ta không bị giật mà sao mỗi lần bạn bị giật thì bạn xem lại nha. Bởi vì 200 mấy người mình đang nghe mà mọi người đâu có nghe giật đâu, mà mỗi lần bạn bị giật thì bạn hãy coi lại, ok chưa? Đấy, tình hình BC thì mình phân tích sơ sơ vậy thôi. Nếu mà trường hợp nó phá cạnh dưới là tầm 16.200 á thì khả năng nó sẽ quay về để test lại quanh khu vực 15.800 tới 15.600 một lần nữa. Thì lúc đó có khả năng sẽ tạo thành mô hình vai đầu vai. Đây này, vai đầu vai này, nó đang mình nhìn tổng sơ sơ thì nó có một cái vai trái, một cái đầu, mình kỳ vọng tạo thêm một cái vai phải nữa thì lúc đó anh em mình sẽ có entry đẹp hơn có thể. Tại vì tại thời điểm đó mình sẽ xét, bởi vì mình nhìn vào đường giá mình chơi. Dự đoán chơi là dự đoán tạm thời thôi, nhưng mà khi mà mình muốn long hay muốn sọt á thì mình phải nhìn thực và thực tế tại thời điểm đó giá nó đi như thế nào, được chưa? Về bên xe thì mình phân tích sơ sơ vậy thôi, còn đợi ngày mai đi, ngày mai đóng đến tuần đi rồi mình sẽ tính tiếp. Hiện tại là nhắc lại nha, mình đang view BTC cử lên test EMA89 của khu H4, đó là quanh khu vực 16.700 cho tới 16.800 cho tới 17.000, đó là cái cản gần nhất của BC. Còn có lên được 17.600
7.600 cho tới 18.000 hay không, thì nó phải cần vượt qua được cái chướng ngại vật này này, vượt qua cái chướng ngại vật này, thì khi đó mà anh em mình mới có cử lên đó nha. Còn hiện tại thì mình đang view là lên, mình vẫn kỳ vọng lên nha nè. Anh em nào mà có lệnh long thì SL16.200 nha, anh em nào mà có lệnh long thì nó gài SL16.200. Ok chưa? Còn trường hợp mới gãy 16.200 thì mình tìm anh chị mình sọt thôi. Đấy, cái plan này sáng mình có phân tích trên channel cho anh em rồi. Hôm qua cũng có cho long rồi, nhưng mà nó quay về nó cắn lại SL entry rồi. Ăn được 300 điểm mà cuối cùng quay về SL entry. Còn hiện tại thì khi mà BC đi xe quay như thế này thì anh em đánh anh coi. Nó sẽ tạo điều kiện cho anh coi bay. Thì anh em có thể nhìn thấy đó. Mát bay này, đót bay này, mát bay này, đót bay này, đấy một số con ABE này, thì lúc sáng cũng cho anh em long hết rồi. Nãy cản tàu vô vô biển chó nó cắn hai cái mất hết xíu xíu rồi đấy, anh em thấy không, chó này mà long này thì cùng lắm ăn được có một tí à. Đang có H1, một chó đang đi xe quay. H1 như thế này thì khả năng là nó sẽ còn lên nữa. H1 hiện tại vẫn chưa tạo phân kỳ đỉnh. Mình vẫn kỳ vọng chó lên nữa đó anh em. BC sẽ quay là chó sẽ lên nữa. À, ông nào mà có lông chó thì lấy là 10370 nha. Anh em nào có lông chó thì lấy là 10370. Đấy là dưới cái đường EMA mà năm này. 10353 350 đi cho nó ngắn. Cho nó chuẩn 10350 nha anh em. Nếu anh em nào có lông chó thì lấy một SL là 10350. Còn hiện tại thì BC và ETH hai con đi ngang rồi nên là có chơi thì thôi, đừng có chơi hai con này. Bởi vì con ETH nó sẽ đi theo con BTC, mà con BC nó không biến động thì con ETH chắc chắn nó sẽ đứng im luôn rồi. Anh em thấy không? Nhưng mà mình kỳ vọng là ETH sẽ phá được cái cản này và nó sẽ đi lên test 126 tới 128, thậm chí là 1.300. Mình vẫn kỳ vọng là nó phá được cái cản này nha. Đêm qua mình có cho mấy ông bổ túc lông con atom cái chạc y chang như thế này luôn, là chờ nó break out xong rồi hôm qua có cho một cho anh em một cái chạc con atom y chang như thế này luôn để mình mở atom. Hôm qua cho anh em lông con atom cái chạc y chang luôn. Đây. Qua khúc này nè. Đó, qua lấy SL vô đây. Được 11 rồi 11 mà. Đó, qua trong lâm rất cao nè. Đêm về nè, đêm BC nó sụp nhẹ này. Đâm về phá là entry phá là này. Đó là ở đây rồi một hơi xấu mà cũng hấp được. Đó tạm thời là chó thì mình kỳ vọng nó lên xuống 0.11 á. Nếu mà BTC tiếp tục đi ngang thế này thì khả năng là mình kỳ vọng nó sẽ lên được không khoảng quanh khu vực đó là 108 cho tới 108 cho tới 11 tầm đó. Nó là ngắn nhất. Còn BC mà nó đâm dưới cái cạnh dưới này thì anh em biết rồi đó, là mình nghĩ là từ đây cho tới khi mà Fed hợp thì khả năng BC nó cũng không biến động mấy đâu, nó vẫn đi sầu quần. Bởi vì anh em có thể nhìn thấy nó sẽ bị kẹp trong cái khu vực này nè. Khi mà giá BC nó đi lên cái chỗ này nha, mình vẽ cho anh em dễ hiểu nè. Khi mà giá BC nó sẽ đi như thế này đúng không, chạm mà EMA89 đi thì hai cái đường EMA34 này nó sẽ kéo lên đây đúng không, thì ông nội EMA89 này ông sẽ kéo xuống đây đó, hai đường sẽ nó sẽ kéo lại. Còn cái việc nó giao cắt hay không là mình không biết nha. Đó, nên nó sẽ chạy trong đây, nó sẽ bị kẹt trong đây nè. Nó giống con nào ta, để mình coi thử, phải giống ETH không, đây giống như con ETH nè, nè nè nè, anh em nhìn thấy không, anh em nhìn thấy cái đoạn này nè.
Đó, anh em để ý cái đoạn này, hai đường MA 34 và 89 nha. 34 là màu xanh, 89 là màu vàng. Anh em để ý con ETH nè, thấy chưa? Thì con BC hiện tại nó đang nằm ngay vị trí này, chỗ đây nè. BC hiện tại nó đang nằm chỗ đây nè, đó, thấy chưa? Và nếu mà nó lên test đường MA 89 thì hai cái đường này nó sẽ kéo lên đây, và nếu nó sẽ chạy trong cái ô này, chạy trong cái đường 34 và 89 đó, nó sẽ đi như thế này nè. Nhìn con ETH là anh em có thể tưởng tượng được con BCI nó đi như thế nào luôn à. Thấy không, anh em hình dung được không? Anh em hình dung được không? Anh em nhìn con ETH là anh em sẽ thấy. Anh em hình dung được không? Anh em hình dung được không? Nhìn con ETH đây, anh em nhìn MA34 và 89 của con ETH á, là anh em sẽ biết được là con BC nó giống 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 vậy á. Mình không nói là giống 100% nha, nhưng mà khả năng nó sẽ giống khá là cao đó. Là hai cái đường MA nè, nó sẽ kéo lên như thế này đấy. Mình vẽ cho anh em hình dung này, được chưa? Đó, nó sẽ kéo lên, mà nếu nó chạy như thế này thì khả năng là nó sẽ sao quần trong cái đoạn này tiếp, và lúc này nó sẽ tạo điều kiện cho anh coi bay tiếp. Và khi khi mà BC nó break lên trên á, thì anh coi nó bay tiếp. Còn không á, nếu mà nó phá cạnh dưới, tức là đóng đến dưới đường MA34 á, thì khi đó nó sẽ đi theo hướng hai hai chiều hướng này, mình vẽ cho anh em tưởng tượng nè. Đó, nếu mà đi qua đây đúng không, nếu mà nó đi xe quay trong đây, trường hợp một nếu mà đi lên luôn, tức là nó lên phá cản và nó đóng đến trên MA89 và 34 thì nó sẽ sao quần đi lên tiếp. Trường hợp thứ hai, nó không đục được cản MA89 của bốn, mà nó bẻ xuống dưới đường MA34, tức là nó sẽ đi như thế này đó, và nó là test lại cản MA34 và nó không phá được và nó đi xuống luôn. Cái này mình phải theo dõi tình hình của BC lúc đó, là mình mới đưa ra quyết định là đánh lên hay đánh xuống, được chưa? Mình vẽ hai cái hướng vậy, anh em nhìn hình dung được không? Alo, alo, mình view hai hướng như thế, anh em có thể hình dung được không? Mình view luôn cả đường MA34 và MA39 chạy luôn á đó. Anh em có hình dung được không? Phải hình dung được. Anh em mà không hình dung được thì anh em phải nói nha. Đó, khi đó là MA39 nó sẽ đi như thế này nè. Đó, MA39 nó sẽ đi như thế đó. Còn lúc này là MA34 nó sẽ đi như thế này. Đó, được chưa? Đó, mình vẽ hai cái đường MA và hai cái hướng đi, mà khi mà BC nó đi xe quay trong cái đoạn 34 và 89 và nó phá một trong hai á, nó sẽ đi như thế. Anh em nhìn, anh em hình dung được không? Nó y chang như cái con ETH này nè. Đó, hiện tại là mình view y chang con BC nó sẽ đi như ETH này nè, nó sẽ bị kẹt trong đây nè đó, và sau đó nó sẽ đi như này. Bây giờ mình qua mình vẽ cho anh em nhìn dễ dễ con ETH này đó. Ví dụ như ETH này nó phá đi, phá chắc nhiên nó sẽ lên, nó chạm cản đầu tiên và nó sẽ sao quần sao quần đúng không? Thì khi đó có phải là MA89 nó sẽ đi như thế này đúng không, và 34 nó sẽ lên đây, nó cắt thì giao cắt MA34 và 89 sẽ ra. Thì theo lý thuyết anh em mình dạy anh em học rồi, theo lý thuyết thì giao cắt 34 và 89 nến nằm trên thì xu hướng gì? Học lý thuyết lý thuyết dạy rồi đó, thấy không? Học là phải tận dụng và trả lời được ngay lập tức. Nên nhớ không đầu á, 34 cắt 89 nến nằm trên tăng đấy đúng không, lúc đó nến sẽ đi như này này, đi lên, được chưa? Trường hợp 2 ETH nó không phá được cái chỗ MA89 này mà nó đi xuống như này đúng không, nó sẽ xuống thì tất nhiên cái chỗ này nó có một cái cản nhỏ nè, được chưa? Và nó sẽ dội ra lại, thì khi đó ông nội 34 này ông sẽ bẻ như thế này, xuống như thế này đúng không, và ông 89 ông cũng sẽ bẻ xuống, được chưa? Thì khi đó đến nó sẽ chạy như thế này, thì có phải nó nằm dưới 34 và 89 không? Thì lúc thì theo lý thuyết MA89 cắt xuống đường MA34 đến nằm dưới hai đường MA thì nó là xu hướng gì? Đó, anh em học, anh em mình hỏi anh em trả lời dễ, và khi anh em tự trả lời được á, thì anh em sẽ nhớ rất là dai và anh em sẽ
Đây anh em sẽ tránh bị trường hợp thua. Đó thì con BTC này mình đang view như thế này, này anh em nhìn hình dung dễ hình dung mà được chưa? Còn ho mà channel ok chưa? Đó nó y chang như năm mà vẽ em hát này cho em dễ hình dung BC này đó. Thì bây giờ BC nó đi ngang thế này, anh em không không đánh được BC thì ok anh em qua chơi anh coi ấy, qua lướt vài vòng ABE này, chó này hay là gì đó đó múc đó thôi, làm ăn mấy vòng bỏ túi xong. Cách lấy stop loss, tôi làm một cái clip rồi ông tự ông coi lại, ông rảnh quá giờ tôi ngồi tôi nói cách lấy stop loss cho ông. Làm hẳn mỗi clip rồi thì tự coi lại đi. Lười vừa thôi, cái gì anh em đòi hỏi mình làm clip hết rồi, xem clip lại thôi, có rất là nhiều cách đó. Đó đó là về tình hình BC thì mình hiện tại là mình vẫn view lên nha. Khi mà nó gãy dưới cái cạnh dưới này thì mình sẽ đổi view, mình lúc đó mình sẽ quay xe lại ok chưa? Mình thì mình đang kỳ vọng như thế này này, mình là kỳ vọng lên, nhưng mà khi mà nó lên xong mà nó xuống nó tạo thành một cái mô hình Varava nữa ngay chỗ này, nó là đẹp, sau đó nó hồi lên cỡ 18 đến 20 ngàn là ok. Hy vọng mình thì mình mua BC rồi, mình mua rải BC rồi, mình mua khu vực này ít rồi, xuống mình mua tiếp, mình mua từ 10 10, 10 mình mua từ 16.000 rải xuống 12 đến 14.000, mình mua support chứ không có mặt margin nha anh em, đừng anh em là hỏi mình mặt margin nha, mình mua support chứ không phải là mua, không phải là chơi mặt margin đó. Đó là một số tình hình về BTC theo quan điểm cá nhân, ở đây không phải là thời khuyên đầu tư, là các khánh khị có khị thì xin mời. BC xa thật. Đó là một phút chút phân tích về BC. Anh em hiện tại các anh em có câu hỏi gì thì về BC thì anh em có thể hỏi mình biết thì mình sẽ trả lời. Ủa cái gì vượt quá tầm kiểm soát và kiến thức của mình thì mình chịu. Ủa, rồi anh em bắt đầu hỏi đây, hỏi thoải mái. 9 giờ 9 9 rưỡi mình nghỉ nha. Sport hả? Sport thì mùa này thực chiến của em hả? Hiện tại thì nó chưa có về entry nên là không có thực chiến được. Nhưng chó này, nước chó được nè, đợi chó về chỗ đường màu xanh này, rút chân này nên mình múc lên SL ngắn nè, đợi chó nó về đường màu xanh này tầm 40 đi, 40 30 đi, rút chân lên thì mình múc lên, còn nó không rút chân thì thôi. Con chó chó đóng H1 phải xấu, M15 cũng xấu luôn, nhưng có M5 là tầm tạ mà ăn cũng không bao nhiêu đâu, nếu mà có lông mình cũng ăn cũng ít lắm. Nhưng mà nếu mà rờ tốt thì mình vẫn chơi được, đợi nó về được màu xanh này nè, rút chân thì mình chơi, còn rút chân thôi. Anh em có đặt câu hỏi thì đặt câu hỏi thẳng trực tiếp trong nhóm chat nha, đừng có inbox riêng cho mình nha anh em. Thank you anh em có đặt câu hỏi thì cứ chat ở nhóm chat nha, chứ đừng có nhắn tin riêng cho mình. CRV CRV anh em mà có bị, anh em có hỏi gì đó thì hỏi đầy đủ nha. CRV đang đi ngang rồi, CRV đang đi ngang xu hướng khả năng đi ngang tiếp.
có 5 con này thì nhá lấy là dưới 0.65. Con này đang đi ngang, chả có dậy sắc, hiện tại nó là xu hướng tăng. Hiện tại đó là xu hướng tăng, nên nếu có 5 con này thì lấy L là 0.65. Nên D nó cũng chẳng nằm ngay khu vực cản rồi, có long cái đoạn này cũng thơm. Anh theo mình là nghĩ là long đoạn này là hơi rủi ro. Nên tuần đóng cũng khá là đẹp đấy. Những tuần ngày mai khả năng đóng đẹp đấy. Phân kỳ đáy khung phân kỳ đáy khung tuần luôn nè. Đây, phân kỳ đáy khung tuần. Kỳ vọng con này là được 0.09 cho tới 1 đô là có khả năng nha. Nếu được BC ủng hộ là con này nó lên 0.9 đến 1 đô là có khả thi. Nhưng mà hiện tại là entry long thì không được đẹp, bởi vì nó đang nằm ngay cản rồi, cản khung D chứ không phải cản bình thường nữa. Nên là mình nghĩ là anh em muốn long con này thì nên chờ test lại quanh khu vực MA đi. Rồi nó sẽ quay quanh khu vực này 0.6 nè, 0.66 nè, 0.68 nè. Sao quần cái đoạn đó. Mà có nến hay là bất kỳ mô hình nào mà đảo chiều được tăng thì anh em múc. Còn hiện tại anh em long đoạn này SL hơi xa, SL nó tận dưới 0.65 nè. Đây. Hơi xa. Hơi rủi ro vì long ngay cản D là hơi rít đấy. À, con Linh em đã sọt mà hơi am. Ok, em sọt giá nhiêu? Linh hiện tại là đang là xu hướng tăng ngắn hạn. H4 cũng đang cho các em à, khả năng là con này nó xà quần nó chỉnh nhẹ rồi nó lên tiếp. Đến đến D thì chạm cản rồi. Nhưng mà đến tuần thì cũng ổn đấy. Sọt giá nhiêu em? Hà My. Con này nếu BC đi ngang á là con này nó sẽ chỉnh nhẹ à, nó chỉnh nhẹ xong lên tiếp. Rồi hiện tại con này nó đang chạm cản khung D rồi. Chạm cản khung D nè. Cũng phân kỳ đỉnh rồi. Đang rơi nhẹ à, em chọt giá bao nhiêu? Cái quan trọng là mình chọt giá bao nhiêu. Em mà chọt giá 6.5 thì thôi, chịu quá. 6.85. 6.85 là tương ứng với lại ngay đường MA34. Cắn đi em, thôi gài SL vào, gài SL 7.4 đi em. Em sọt 6.85. Vậy mà lúc nó break out cái cản này em không cắt. 6.95 nè, em chịu cắt. Con này đang chạm cản D rồi, đang đi ngang rồi, xu hướng tăng ngắn hạn. Cắn cho BC đây. Ấn BC ngon, đóng đến H1 dưới đường MA34 thì khả năng nó sẽ tìm về lại quanh khu vực cho em về bờ hoặc là A1 tí. Vẫn kỳ vọng cho em thoát hàng, nếu mà lỗ một tí thì em vẫn cân nhắc té nha. Tất cả các xu hướng, tất cả ngắn hạn mô hình con này đều nằm ái rồi, là nằm trên MA hết rồi. Sọt hay rít rồi. Rồi XL vào em ơi. Trừ khi BC thôi, còn BC nó đi ngang, con này nó đi ngang mà nó đi lên tiếp á. Chà, con này cũng khá là đẹp. Anh em hỏi cái gì, hỏi cho nó rõ nha anh em. Spot thì hiện tại thì mình chưa soi nha. Để mai mình tìm spot. Tuần vừa rồi mình cho anh em hai con spot đó là VIDT và con Cream. Một con tăng 60%, một con tăng x3. Không biết anh em có ăn được hay không. Ui, tôi cứ cho vậy ấy. Còn anh em ăn được hay không đó tùy duyên. Chó bên OK không chỉnh vol được là sao? Không chỉnh vol được là sao? Không hiểu. Không chỉnh vol được bên OK là sao? Cho em hỏi tới kiến thức. Theo anh Châu thì đóng nến mới vào lệnh, nhưng khi đóng nến thì anh chị sẽ không còn đẹp nữa. Làm sao bắt được anh chơi đẹp như vậy được ạ? Thì cái này nó sẽ dựa vào hai yếu tố. Nếu mà bạn bắt đóng nến thì nó sẽ an toàn hơn. Tuy anh chơi không đẹp nhưng nó sẽ an toàn. Trường hợp thứ hai, nếu bạn bắt theo cái kiểu lịch xét liền biết á, bạn dự đoán là hiện tại đang là xu hướng tăng. Mình ví dụ cho bạn nha. Ban đầu đi mình sẽ xác định được xu hướng của con chó này đi, đúng không? Mình thấy xu hướng của con chó này
là nến nó đóng trên trên đường M34 và M39 là này sẽ hướng tăng, được chưa? Mình thì kỳ vọng nó sẽ test về đây để mình múc lên, đúng không? Để mình múc lên, được chưa? Tuy nhiên những cái khung bé hơn mình vô mình coi, coi thử nó có về MA34 và MA39 gần nhất không, thì mình coi thử nó có về hay không. Một số trường hợp nó về ví dụ như cái đoạn này nó về, nó không về, thấy không? Mình kỳ vọng nó sẽ về quanh cái khu vực là gì, 91 để mình múc, nhưng mà nó không về. Nó không về sao? Nó không về thì chắc buộc mình, một là mình ở ngoài luôn, hai là mình để chở nó đi ngang, hai là mình để nó đi ngang với đoạn này nè, anh thấy không? Nó đi ngang với đoạn này thì chờ nó phá qua cái đỉnh này thì anh em múc, thì khi đó anh em sẽ có SL là dưới đây, cái cạnh dưới này, được chưa? Đó, khi mà nó phá qua cạnh trên, nó đi ngang và nó phá qua cạnh trên thì tất nhiên anh em sẽ có được SL dưới, như hiện tại con chó đang đi ngang này đó. Nếu mà anh em muốn chơi thì nó sẽ áp dụng cho cái bài này, được chưa? Còn không á, trường hợp thứ hai á là anh em kỳ vọng về đường MA34 nè đó, ví dụ như hiện tại là con chó đang quay về tích đường MA34 nè, được chưa? Nhưng mà cái đoạn này hiện tại nó khác với cái đoạn này, bởi vì cái đoạn này á nó không có nằm gần khu vực cảng, còn cái đoạn này hiện tại nó đang nằm quanh khu vực cảng, mà cảng khung lớn nữa. Đó là khi mà anh em long á, anh em chú ý giùm mình cái cảng ở khung lớn, ví dụ như H4 nè, khung D hay là W, thì anh em để ý giá hiện tại nó có trùng với cái cảng lớn nào hay không. Nếu mà không thì nó sẽ rơi vào trường hợp này là anh em đánh brick thì có SL cạnh dưới. Còn trường hợp như ông nội này, hiện tại con chó này đang nằm ở cạnh này thì nó sẽ trùng với cái cảng khung lớn, thì anh em khi mà đánh brick á, thì lỡ mà ví dụ mình ví dụ nha, lỡ nó phá 106 này, nó phá 106 này, nó lên 106 70 xong nó đùm, thì tất nhiên là rủi ro của anh em sẽ cao, bởi vì RR lúc này nó sẽ không đẹp, được chưa? Nên là nếu mà anh em long á thì anh em phải chú ý cái cản nữa nha. Còn trường hợp như bạn nói á là không chờ đóng đến, mình bút luôn á, thì nó sẽ rủi ro hơn là mình chờ đóng đến. Nếu bạn có thời gian thì bạn chờ đóng đến, còn nếu bạn không có thời gian thì bạn phải dùng một cái phương pháp khác. Nó sẽ có rất là nhiều phương pháp, cho mỗi mỗi phương pháp nó sẽ phù hợp với lại cái từng cái cách bắt entry. Ví dụ như cái trường hợp mà bạn nói là bắt entry không cần phải là canh đóng nến á, thì nó sẽ rơi vào trường hợp đánh như là đánh order book, giống như là đánh vùng supply demand zone á, được chưa? Còn chừng đánh vùng supply demand zone hay là đánh kháng cự hỗ trợ mạnh thì bạn set luôn, bạn phải tìm bạn 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 phải tìm SL trước rồi bạn set thẳng lên mid luôn đó. Nó sẽ có, bởi vì nó sẽ có mỗi phương pháp nó sẽ khác nhau và cái cách bắt entry nó sẽ khác nhau. Còn trường hợp bạn có thời gian bạn canh được thì quá tốt, tùy anh chị hơi xấu một xíu thôi. Còn trường hợp bạn đánh FOMO, đánh FOMO long hoặc đánh FOMO short á, thì bắt buộc bạn phải nhìn rõ được, thứ nhất là bạn nhìn rõ được xu hướng, thứ hai là bạn phải nhìn volume giao dịch tại thời điểm đó. Nếu mà nó tăng mạnh thì bạn chơi, còn nếu mà nó không tăng mạnh thì thôi, thì bạn hãy nghi ngờ đó. Hai cái đoạn này nó khác nhau nha. Cái đoạn ông nội này hiện tại này nó nằm ngay khu vực cảng này đó, ông nội này nó nằm ngay khu vực cảng của khung lớn, còn cái đoạn này này thì nó không nằm ở khu vực cảng, đúng không? Còn trường hợp ví dụ như anh em muốn long con chó này, đúng không, anh em long giá hiện tại thì anh em phải SL, bắt buộc SL khi mà nó đóng nến dưới cái vùng 10332 này, đây này, dưới cái chỗ hỗ trợ gần nhất này đó, nó đóng nến dưới đây là anh em phải cắt cắt ngay lập tức, ok chưa? Nhưng mà cái đoạn này anh em đánh volume lớn không được, bởi vì tùy cái entry và tùy cái vị trí giá thì anh em sẽ có một cái cách đi volume khác nhau, chứ không phải là vô đoạn nào anh em cũng đi volume như nhau đâu. Bởi vậy phân tích kỹ thuật nó chỉ giúp anh em giảm thiểu rủi ro thôi, chứ nó không phải là chiến thắng. Cái mà anh em cần quan tâm đó là quản lý vốn, bởi vì mỗi entry nó sẽ có một cách đi khác nhau, được chưa? OB mút support đại về entry nào mua OP hả? Không có OP ta. OB mút support à? Tháng à? Tháng hay không, chứ mình nghĩ OB khả năng là 0.8 XL dưới đây này. Không xấu hỏi xa, giá cũng đang đi sà quần quá à. Mùa này đau trend nè, mình nghĩ là con này bạn không nên mua đâu,
bạn nên tìm mấy cái trend hiện tại á, bạn chơi, bạn tìm mấy cái trend hiện tại của Binance á, bạn chơi thì nó sẽ ok hơn là cái việc bạn mua mấy cái con này. Hiện tại con này đó tiền, dòng tiền ở đâu đổ vào đó, dòng tiền ở đâu bơm vào đâu, chơi thì cũng hơi rủi ro. Giá thì hiện tại đang nằm dưới MA rồi, đang đi ngang rồi. Còn này mà nếu mà bạn muốn mua mà SL ngắn thì bạn phải chờ đóng đến trên, đóng đến D trên 1 đô mà volume tăng thì lúc đó mình hãy xem xét múc, và lúc đó mình sẽ có SL ngắn. Chứ còn hiện tại mua SL hơi xa, R cũng chả được tốt nữa, chờ nó đóng đến D một trên 1 đô đi, rồi khi đó volume mà tăng thì mình hãy múc. Còn hiện tại thì mình nghĩ là bạn không nên chơi support con này, tìm cái dòng mà hiện tại BC CZ đang follow á, chơi nhiều con mà đi để ít lên nữa không hả? DDX đang đi ngang rồi, đang nằm dưới MA rồi, hiện tại đang nằm ngay ngay hỗ trợ khung D rồi, rồi nến đảo chiều thì múc. Còn mình hôm bữa mình đã nói anh em kỳ vọng rồi đó, mình kỳ vọng là về test lại vùng đường zone này nè. Đấy, bữa trước mình up cái kèo này là trên channel rồi mà, mình kỳ vọng nó về đây này 1.4 nè. Khung nến tuần hơi xấu, nến D thì đang nằm ngay hỗ trợ. Nếu mà bạn mua giá này thì SL cũng xa, mình nghĩ là nên đợi tín hiệu thêm đi nha, bởi vì hiện tại SL con này hơi xa. Còn bữa trước mình có feel anh em rồi đó, mình kỳ vọng là về test vùng Demand Zone thì lên thì nó sẽ đẹp hơn quanh khu vực 1.4 đến 1.2. Còn hiện tại thì nó đang nằm dưới MA 34 và MA 89 rồi. Sáng có vẻ đường, sáng có vẻ cái plan DDX cho anh em đó, nhiều anh em bay vào sọt sớm luôn. Và sáng mà nếu mà thật ra mà nếu mà anh em muốn sọt theo kiểu là không chờ nó gãy cái hỗ trợ này, mà sáng mình có vẻ có một cái plan là chờ gãy hỗ trợ này mình mới múc đúng không? Thì nếu mà anh em muốn không 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 muốn chơi cái bài đó, bài mà chờ gãy á, thì anh em chơi cái bài đó, anh em biết là cái bài gì, anh em nào biết không mình nhìn vào hình này. Nếu mà trường hợp mà mình không chơi cái bài mà chờ gãy nè, mình tìm điểm sọt này, thì theo em lúc sáng mình sẽ tìm entry short của DDX dựa vào cái gì đó, ôn lại tới kiến thức này. Bài 12 hả? Bài 12 không, để mình hỏi để mình coi thử anh em nó chính, để coi thử anh em biết nhớ có biết bài gì không, nhìn vào hình đây đó, lúc sáng là nó nằm ngay đây này đó, em mới lên ngay đây được chưa, lên chỗ 1.80 à, sáng hồi sáng nhưng mà bố cái kèo đó là bố cái entry đó là lúc đó là B, là con D nó nằm ở đây nè đó. Nếu mà mình không chơi cái bài này, tức là khi mà mình chơi cái bài này tất nhiên entry nó sẽ xấu và stop loss sẽ xa. Nếu mà mình không chơi cái kiểu này thì mình chơi cái kiểu nào dựa vào kiến thức đấy. Trên live đó, ví dụ như bây giờ anh em đang ngồi máy này thì anh em coi thử, anh em nào kêu về trên live sọt cái chỗ nào thì anh em hãy chỉ cho mình ra cái entry và cái stop loss đi. Đấy, chỉ cho mình cái entry và cái stop loss đó, như thế thì tự anh em tự nâng cao kiến thức, tự nâng cao level mình lên liền đúng không? Kìa, ông nào lông chó kìa, lông chó xanh nhẹ kìa. Rồi chạm MA đúng rồi đó, đầu tiên các anh em phải xác định được xu hướng, sau đó là anh em phải xem phản ứng tại quanh khu vực cản và anh em tìm SL này. Thật ra SL của con này nó sẽ là này đúng không, SL chỗ này sáng mình vẽ cho anh em là SL chỗ này đúng không, chưa 1.88 ok chưa, có phải là SL 1.88 không? Mà cái kèo sọt này này anh em có nhớ ngày hôm qua mình cũng cho anh em sọt con DDX rồi, cũng cái entry này luôn 1.80 mấy này, anh em nhớ không? Ngày hôm qua mình có vỉ hai cái mũi tên, một cái mũi tên quanh khu vực này, quanh khu vực này và một cái mũi tên trên đoạn này đúng không? Hôm qua anh em kéo trên nồi, hôm qua mình có cho một cái kèo DDX ngày hôm qua luôn, ngày hôm qua sao á nhớ nữa, buổi sáng ngày hôm qua mình có cho anh em một cái kèo sọt DIDX
như cái hình đó nó có vẽ Fibonacci. Ngày hôm qua, ngày hôm trước gì đó có, mình nhớ mình có cho một cái kèo sọt DIDX. Rồi như ngày hôm qua không có, hình như là bữa ngày 25 á, mình nhớ mình có vẽ cái hình này cho anh em. À đây có hình rồi, đây 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 đây, thấy chưa, đúng không anh em, nhìn coi đúng cái hình này chưa đó, đúng cái hình này, đúng cái hình cái kèo này chưa, đúng kèo này chưa. Mình thấy, anh em có thấy mình vẽ hai cái mũi tên không, một cái mũi tên là quanh khu vực là 1.84 đúng không, một cái mũi tên ra quanh khu vực là 1.67 đấy, thấy chưa, thấy rõ kèo chưa, đúng không, nó lên cao nhất là như 1.88 này, đúng không, hôm qua là mình lấy SL ngay chỗ này 1.9 mấy này. Lý do nếu mà sáng nay anh em sọt mà không thích sọt cái chỗ này bởi vì SL xa thì anh em hãy dựa vào bài lý thuyết Dow và test lại quanh khu vực vùng giá trị, đó là quanh khu vực EMA 34 và 89, xem phản ứng tại quanh hai cái điểm này, tức là quanh khu vực EMA 34 và EMA 89, tức là rút chân và rút râu, sorry anh em, rút râu, thấy không, nó giống như con chó này anh em thấy không, anh em thấy con chó đó không, lông là ăn đúng không. À, test quanh khu vực đường EMA này, xu hướng trước đó là xu hướng tăng này, test quanh khu vực đường EMA 34 này, rút chân nhẹ nè, do lông ăn tiền nè, đúng không, đúng con chó ăn nè, con chó ăn nè nè, test 34 rút chân nhẹ lông. Bây giờ nếu mà anh em lấy SL lấy thẳng dưới đây luôn, tức là khi mà nó đóng nến dưới đường EMA 34 nè thì mình chấp nhận SL, nhưng mà cái đoạn này mình anh em phải lưu ý nha, bởi vì volume đi lệnh tại cái quanh khu vực này phải nhỏ, bởi vì sao, nằm quanh khu vực cản khung lớn rồi, không còn là cái entry đẹp để anh em có thể đi volume to nữa đó, nên là mỗi cái entry anh em phải cân nhắc và tính toán volume vào lệnh khác nhau nha, được chưa đó. Còn DDX này nó sẽ áp dụng bài lý thuyết Dow, test lại quanh khu vực vùng giá trị, đó là 34 và 89, rút râu, có phản ứng rút râu, được chưa. SL có sẵn nè, cản gần nhất, SL vùng cản gần nhất, nhưng mà RR ở chỗ này là không đẹp thôi, RR ở chỗ này không đẹp thôi, nhưng mà khi mà anh em sọt cái đoạn này thì kéo SL về mà anh em gồng đấy. À, có bạn Long ABE giờ này còn gồng nè, ABE còn gồng hả, gần gồng cái đoạn này gần cái cản rồi, giao cắt 34 89 xảy ra rồi, khả năng nó tăng thêm tí nữa là nó chỉnh á, con ABE này nó tăng thêm chí tí nữa chỉnh á, khả năng là mình nghĩ là gần 4 đô nó chỉnh á, gần 4 đô nó chỉnh á, nên cân nhắc. Ai còn lệnh Long ABE thì tự xử. Rồi đó, đó là con AB DX. Một số bạn trả lời đúng nè, còn một số bạn thì trả lời trên like thì chịu, tôi không biết cái trên like mà ông vẽ chỗ nào nữa. Bài đao thì chính xác là một số bạn nhìn ra ra vấn đề đấy. Anh lỡ sọt BNB giá 314, nhờ chú xem giùm anh. Ok, anh sọc BNB sao, tại sao anh lại sọc BNB ta, 314 vậy, theo anh đang lời mà anh đừng có sọc BNB, BNB đang có low pass mà, anh sọc BNB là bậy rồi, đừng sọc BNB, chốt đi, BNB đang có low pass mà, tụi nó mua BNB để tụi nó tham gia mà, sao anh sọc được, con này xu hướng tăng mà sao sọc, chốt đi, dù nó nằm ngay cản nhưng mà hiện tại nó đang có tin tức, không nên sọt nhá. Em Long San 0.5792. 5792 là anh Long lưng chừng đèo hả? À, bạn đang Long lưng chừng đèo đó. Kèo tính ra là
ông này ông vô bộ túc, lúc sáng tôi cho bốn kèo trong cái bộ túc, xong rồi tôi đi đám cưới tôi cho bốn kèo mà bốn kèo mà chỉ có kèo DX là hình như là hòa, ba kèo kia ăn rất là đậm đậm nhất là con chó mà chịu ăn. 5792, 5792 bạn Long, 5792 thì SL hơi xa đấy nha, 5792 thì SL tận 5684 ấy, mình nghĩ là không hợp lý, chỉnh xuống tí nữa đi, gần gần khu vực 57 cho SL cho nó ngắn. Bạn Long chỗ này thì SL hơi xa, không đẹp đâu, chỉnh xuống một xíu nữa thì được, gần gần 57 SL cho ngắn. Còn ngày Long thì bạn ăn cũng ít mà. Ủa không mà bạn muốn lấy SL ngắn cái đoạn này, nếu mà bạn có Long lỡ 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 lên tàu á thì lấy SL dưới 89 gì đây, 5730 nha, nếu mà có lỡ lên á thì lấy SL 5730 cho nó ngắn. Em sọc OB ở, em sọc OB ở 920, OB OB nãy coi rồi mà, 920 rồi, OB đang đi ngang mà, đâu có gì đâu. TB là 898. Bạn nên gài SL trên cái râu này, 930. Còn không SL của con này xa lắm á. Gài SL 931 này, 930 với 31. TB như bạn nói thì hơi rủi ro, hơi rít nha, ăn ngắn thôi, đang đi ngang mà, thơm tho gì mấy kèo đi ngang này đừng đánh. ETH hồi nãy hồi chiều nó về entry rồi, nó về tổng lời rồi, sao tên si ship cũng có thông báo anh em rồi mà. Long Ni hả? Long Ni 1.673. Ni à. 1.6 6375. Từ đây mình xem số hướng nữa. Không. Nếu mà Long ở chỗ đó thì SL sẽ là 1.605. Mình nghĩ là không nên long, không lên long con ni, bởi vì con ni hiện tại đang quay lại test cái cản gần nhất của nó này, đang test ngay cản này, bằng long đó là long cái cản luôn á. Đây chỗ này nó có hợp lưu khá là nhiều á, hợp lưu giữa kháng cự ngang và cái đường trên line này, nên là mình nghĩ là không nên nhá, không nên nhé bạn. Bạn biết FF rồi nè, anh em có hỏi thì đừng có nhắn tin riêng nha, không mình thẳng vào group chat cho mình nha, đừng có nhắn tin riêng. Đi không đẹp để lòng ngay chỗ đó đâu. Đây để về 1.7 không hả? Có khả thi thì 1.7 ít thì được chứ đừng 1.7. Tại vì nó có cái hỗ trợ ngay chỗ đó mà. Nếu muốn an toàn nữa mình phải chờ giá chạy thêm một hai cây nến được vào đúng không, hỏi hỏi giữa chừng thì câu trả lời này mình không hiểu, mình xin phép không trả lời bạn Phước Đại nha. CZ em đang canh lên 187 19 sọt không, support thì để mình nghiên cứu để mình tìm con á, rồi có gì mình báo anh em. Có mà mình hú anh em tuần vừa rồi mình hú anh em hai con, có ông nào mua đâu, mấy ông chịu mua xong mà chờ khi mà giá nó ăn ít hai ít ba rồi mấy ông mới vô hỏi, trong khi thứ hai đầu tuần nào tôi cũng làm cái plan BC cộng thêm support cho anh em á, mình còn được view một số con mình tìm được lên cho anh em, nhưng mà anh em mới chịu mua thôi, khóc lóc cái gì. 87 hả? 87 xa lắm Minh Nguyễn à, 87 xa lắc xa lô à,
Rồi được tới đó rồi tính. Giờ này mới có 175 mà ông nghĩ tới cái việc 87 luôn là chịu rồi. Trong khi 175 hiện tại thì nó đang nằm trên đường MA3489 nè, giao cắt đi lên nè, phá đao nè, chỉnh mút lên thì không chịu. Chỉnh xuống mút lên lấy XL là 1.0.1720 nè. Chỉnh qua khu vực 3489 này mà mút lên. Chờ lên 87 luôn sao, sao vãi chưởng ra mà. Xem con billboard, xem billboard, hỏi billboard nãy xem rồi. Có ông nào lông chó không? Nãy giờ kêu lông chó rồi đó, lấy lờ ngắn nè. Đã nói đừng có nhắn tin riêng nữa anh em ơi, đừng có nhắn tin riêng cho mình nữa, có không mình không mình trong nhóm chat đi. ABT. Sao anh em nói không nghe mình nói anh em không nghe ta. Con AB bồ là đang đi ngang rồi, không có gì đâu. Cái bồ này xu hướng tăng đang đi ngang. Hiện tại giá đang nằm quanh khu vực cản rồi. Mình nghĩ là con này nó sẽ lên nữa đó, nếu BC không phá, con này sẽ lên nữa. Volume hơi bé tí. Rồi khả năng cao nó sẽ lên nữa nha. Chừng nào nó gãy chỗ này nè, gãy chỗ 2480 này nó sẽ quay xe điều chỉnh. San nữa, san này mất coi rồi mà san coi hoài ta. San coi rồi mà. Sếp có bao giờ nhìn BTC Dom để Phan Anh coi không? Có chứ. Nó có nhiều cách chơi mà. Nhìn Dom cũng là một cách. Hoặc là nhìn dòng tiền. Nhìn dòng tiền cũng là một cách. Có người người ta không nhìn, còn nhìn Dom đó người ta nhìn vào dòng tiền thôi. Người ta research á. Người ta nhìn vào dòng tiền thì người ta chơi cũng đâu cũng 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 đúng, cũng được. Nên là cách chơi nào cũng được, miễn sao là cách chơi đó ra tiền là được. Em sọt ETH giá 1222 thì kết là về entry đi em. Nếu em nghĩ nó đâm thì em kết là về entry. Còn đang nó đang đi ngang mà. Em mạnh dạn kết là về entry đi. Mạnh dạn lên. Đang đi ngang mà. Gãy 1195 á, quay xe sọt ngon, hoặc là nếu mà trường hợp gãy chỗ 1208 anh em quay xe sọt ngắn cũng ok lắm á. Nhưng mà SL hơi xa, tới là 1225 thôi. Nếu mà gãy chỗ 1208, tức là đóng đến dưới MA34 và 89 của khung M30. Thì khi đó ngắn hạn nó sẽ tạo ra một cái đao giảm. Đao giảm nhỏ. Nó sẽ đi như thế này nè. Đó, ví dụ như cái đoạn này nó mà gãy đi. Nó sẽ đi như thế này. Được chưa? Khi đó thằng 3489 nó sẽ bẻ cuốn như thế này. Đấy. Thì mình select là trên đây. Ok chưa? Hướng dẫn kết hợp MA và cộng vẽ Fibo hợp lưu đi sếp. MA và Fibo thì bây giờ cái MA nó đã cố định trên màn hình rồi, thì bây giờ kéo thêm cái đường Fibonacci nữa. Thì hai cái đường nó giống nhau thì nó cắt nhau tại một điểm thì nó hợp lưu. Mình ít xài Fibonacci lắm. Mình ví dụ nè. Để mình tìm chỗ nào. Đây. Đây rồi, thấy không? Ngay hợp lưu này, hợp lưu này. Ngay chỗ đoạn này nè. Nó đi ngang nè, nó giống là đường MA89, MA89 này thì nó là hợp lưu. Ngay chỗ 119 này. Đó, hai đường này cắt nhau nè. Hợp lưu này, thế thôi. Ngay chế độ này cũng là hợp lưu này. Đấy. Đây. Hợp lưu thôi, có gì đâu. Ok chưa? Học Fibonacci chưa? Học Fibonacci mình là có làm clip rồi đó. ESB hả? Hàng lao cáp à?
EBX chứ. Wow. EBX bạn làm bạn bạn mua gì? EBX bạn mua gì? Con này biết đâu là đấy đâu mà bạn mua. Bỏ qua đi bạn, bỏ con này đi, bỏ đi mà làm người. Con này biết đâu là đấy mà mua. Hàng low cap đúng không? Cap mấy m? Con này cap bao nhiêu m? Chết nó chưa? Revit nó giá nhiêu? Con này có biết đâu nó ở đấy đâu mà bốc. Con này cùng lắm mà ông hàng lọc cáp ấy, ông mua theo kiểu mua chờ nó bùm thôi, mua chờ thời thôi. Phân tích đa khung bữa nào làm một buổi chứ nói ngắn sao mà ông, sao nói sao mà ông hiểu. Phân tích đa khung nó phải làm một buổi, nó phân tích từ khung lớn về khung bé, xong rồi sau đó muốn tìm entry thì phải vào khung bé, xong rồi sau đó phải chờ đóng nến để xem thử là nó có tăng nữa hay không hay là nó tới đó là hết rồi. Tôi có một buổi riêng buổi sau đi, để tôi khỏe á, đang còn ho à. Khi BCC quay thì làm thế nào để biết anh con nào giảm con nào tăng, thì nhìn nó bung hay là nó đâm thì được biết thôi chứ có gì đâu. Bây giờ bạn nhìn BC hiện tại là đang sẽ quay đúng không, thì bạn nhìn qua con ABE này, có phải là H1 nó đang bơm không, có phải con ABE H1 nó đang bơm không nè. ABE H1 đang tăng nè, nến nó nằm trên đường 34 và 89, xu hướng tăng, volume gia tăng thì nó là tăng, nó có vậy thôi mà. Còn ngược lại ví dụ như nó giảm thì tất nhiên là nến sẽ nằm dưới 34 và 89, volume xả tăng, giá giảm, thì khi đó mình biết nó là con này nó giảm này, thôi tao tôi vào tao tìm điểm tao sọt thế thôi. Như con ABE lúc sáng này tôi xác định được là H1 mày đang tăng này, volume tăng này, anh em thấy volume tăng không, volume tăng này thấy chưa, giá tăng này được chưa. Ok tôi tìm điểm vào thôi, thì tôi sẽ đi vào những cái khung bé hơn, tôi tìm điểm vào. Lúc sáng tôi cho anh em 5 con ABE này quanh khu vực gần gần 3.7 đô này, thì tôi dựa vào đó để tôi biết là khả năng cao rồi nó sẽ về gần 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 quanh khu vực 3.7 đô để anh em long lên. SL 3.68 dựa vào đâu, thì nó cũng dựa vào đường EMA 34 và 89 thôi nè, dựa vào đường EMA 34 nè thấy chưa. Đây về tới đường EMA 34 này tôi lấy SL khi mà nó đóng dưới dưới cái đoạn EMA 34 này một tí nè, tôi lấy ba ba chấm lúc sáng là nó nằm ngay chỗ này này đó, nó sẽ là nằm ngay chỗ này này 3.7 này đó, thì tôi lấy dưới cái đường EMA 34 tí thì tôi ước lượng là khoảng 3.68, ước lượng là 3.68 là khi mà đóng đến dưới 3.68 thì khả năng nó sẽ tìm về quanh khu vực khoảng 3.5 đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Ok chưa ông JT, ông không nhìn được vào xu hướng thì ông sao ông biết được là con nào tăng hay là con nào giảm. Còn mấy bài đơn giản vậy mà ông học không, mà nhất là nhìn xu hướng mà H1 H4 lý thuyết là gì, nến nằm trên đường MA, volume tăng, giá tăng, nó là xu hướng tăng. Trường hợp ngược lại, nến đóng dưới 34 và 89, giá giảm, xu hướng giá giảm, volume xả tăng thì nó là giảm, thì mình tìm điểm sọt thôi. Hiện tại là giá chạm cản khá là nhiều con rồi đó, nên là entry hiện tại mình đánh cũng là đánh FOMO thôi à, chứ cũng chả còn entry đẹp nữa, hết entry đẹp à. Hôm nay hết entry đẹp rồi, giờ đánh chỉ là đánh FOMO thôi, làm gì còn entry đẹp nữa mà chơi. Đi tây vịnh hết ho, nó đi tây vịnh hết ho tào lao quá không. San mới vừa xem rồi, anh em hỏi San hoài, nãy mình mới xem San rồi đó. Ăn ngắn mình xài MA 10 20 có hiệu quả không, 89 không? Nếu mà ăn ngắn theo kiểu FOMO mà khi mà giá nó tăng liền tại thời điểm đó thì mình xài 10 20 rất là hiệu quả. Mình xài 10 20 rất là hiệu quả, tức là mình thấy là ở H1 nó đang bùm mạnh, volume tăng, giá tăng thì mình xài 10 20 rất là hiệu quả. Bạn chờ 34 và 89 nó rất là lâu và nó khả năng nó sẽ không về luôn, bỏ đi luôn. Đó là tùy vào cái giá tại từng thời điểm và volume tại từng thời điểm để mình đưa ra quyết định là nên xài 10 20 10 10 và 20 hay là 34 và 89. Về công dụng thì nó như nhau, nhưng mà tùy vào thời điểm,
tùy vào giá hiện tại tại thời điểm mà mình muốn xài á, đó mình phải xét nữa, chứ không phải lúc nào mình cũng xài 10 20 có hiệu quả và 34 và 89 lúc nào cũng hiệu quả là sai nha, tùy vào từng thời điểm nha anh em. Nên là anh em có nhiều anh em người ta xài á 10 20 không hiệu quả, xong rồi qua ra chửi mẹ chỉ gì mấy cái 10 20 tào lao, có ông ấy xài 34 89 không hiệu quả, xong qua chửi. Ở bữa có thằng nó xài 34 89 không hiệu quả, nó quay ra chửi mình, nó kêu xài 34 89 như cái gì á, trong khi họ á người ta xài bình thường chả sao, người ta vẫn kiếm được tiền từ 34 và 89, trong khi người ta không biết cách xài, xong mà quay ra chửi. Nên là mình nhắc nhở anh em là 10, 20 hay là 34 và 89 xài đều được. Tuy nhiên, cách sử dụng từng thời điểm vào nó khác nhau nha anh em. Nó khác nhau nha anh em, chứ không phải lúc nào là cũng 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 kêu là 34 89 xài nó là thần thánh, không. Không có bất kỳ một công cụ hay là một indicator nào gọi là thần thánh và chiến thắng 100% cả. Nó chỉ có đơn giản là phương pháp quản lý vốn và tâm lý của mỗi người thôi. Còn 30 hay 20 hay 34 và 89 á, là các cách xài và cái cách sử dụng tại từng thời điểm khác nhau. Đúng rồi. Có phải 34 89 dùng lúc có xu hướng? Thì thật ra là 10 20 cũng cũng là dùng xu hướng mà. 34 89 nó cũng là xu hướng. Dùng nó để xác định được xu hướng. Dùng nó để làm kháng cự và hỗ trợ. Thì thằng 10 20 nó cũng vậy thôi. Tuy nhiên thằng 10 20 thì tất nhiên giá sẽ nhiều hơn 34 89. Thông thường xài 34 và 89 nó sẽ an toàn hơn. Thì xưa giờ mình hay xài 34 và 89. Còn những cái đoạn mà xài 10 20 là khi những cái đoạn đó mình đánh FOMO và mình nghĩ, và tại thời điểm mà mình cho anh em xài 10 10 20 á là có thể nó sẽ không về, nó test 34 và 89 luôn, và mà nó test lại 10 20 và đi luôn. Hiểu không? Nên là anh em có thể chia ra anh em. Nên là anh em có thể chia ra và anh em sử dụng. Ok chưa? Làm sao để xác định được nó sẽ test đường 34 và 89 hay 10 20 thì mình nhìn cái cách nó chạy thôi. Nếu mà volume tăng mà giá tăng tại thời điểm đó mà nó mạnh quá thì khả năng nó không có test được đâu. Nó đi luôn á, có những đoạn anh em để ý như có thằng ABE này. Có những đoạn nó không bao giờ test đâu mà đi luôn. Có những đoạn nó không test mà nó test kiểu anh em phải biết là một cái quy luật, nó có một cái quy luật cái này. Khi mà giá cách xa đường EMA thì giá nó có xu hướng quay về test đường EMA. À như đoạn à, giá cách xa đường EMA thì giá nó sẽ có xu hướng quay về test đường EMA. Luôn luôn nhớ điều đó. Chứ không phải là giá cách xa đường EMA là đi luôn. Nó càng xa đường EMA thì xu hướng nó sẽ càng quay về test lại đường EMA. Bơm mạnh dùng 10 20 ổn hơn. Đúng rồi, khi mà giá bơm một là đâm mạnh thì dùng 10 20 ổn hơn. Bởi vì khi đó anh em chờ mà nó về test 34 và 89 nó rất là khó. Bởi vì nó đang bơm một, nó đang đâm mạnh mà. Chó gãy rồi hả? Đúng rồi, chó gãy rồi nè. Bởi vì mình mới nói là cái đoạn này nó khác đoạn này, đúng không? Cái đoạn này nó gần cản và cái đoạn này nó không không gần cản, khác nhau hoàn toàn. Nên là nãy mình nói rồi đó, có đánh thì cùng lắm ăn cũng ngắn. Đêm nay không biết BC như thế nào nha, ngày mai phải chờ đóng nến nha, ngày mai phải chờ đóng nến nha. Mình thì mình kỳ vọng nó đóng đến D cái khung tuần như thế, còn ngày mai không biết 7 giờ sáng mai như thế nào nha. Đêm nay có thể nó phá luôn 16.200 hay sao? Chó hả? Chó hiện tại đang quay về test nè. Nè nên thấy không? Giá cách xa đường EMA nè, giá đang có xu hướng quay về test đường EMA nè. Thấy không? Chó lên đây nè. Và chó quay về test nè, hồi nãy mình có cho bộ túc sọt 107 108. Nhưng mà anh em chốt hết 101 104 105 vậy nè. Đấy. Giá cách xa đường EMA, đây là đường EMA, giá là cách xa EMA thì giá đang có xu hướng quay về tích đường EMA. Được chưa? An toàn thì anh em chờ về đây anh em múc nè, một một quanh 0.1 nè. Đấy. Còn nếu mà anh em muốn an toàn nữa thì chờ phản ứng tại 0.1 rút chân thì múc lên. Đó, nó chỉ có một bài đó xài hoài sẽ đi xài lại thôi. Còn khung M5 thì hiện tại nó có khả năng nó sẽ quay về tìm quanh khu vực đó là 0.1 nè, quanh đường EMA 89 nè. Được chưa? Hiện tại là ngắn hạn là nó đang giảm mà nè.
Đúng rồi, nếu một cách xa vào phân kỳ đỉnh nữa thì càng tốt, nó sẽ tạo ra rất là nhiều tín hiệu và tăng cái tỷ lệ mát. 8:50 mình xin phép up nha. Thấy anh em toàn hỏi kèo không à, ít hỏi kiến thức, toàn hỏi kèo không, chắc đu đỉnh hơi nhiều à. Celo à, celo giờ này mà còn celo, celo là cái nịt đó, giờ này mà còn toàn celo nữa à. Celo bạn 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 vào cái gì, long hay lò sọt? Anh vào con xe lô là long hay là sọt hay là xe bóp? Hello, ngắn hạn đang tăng á anh, đang chạm cản D rồi nè, nhưng mà với volume như thế này khả năng còn lên nữa ấy. Cắt 4 cũng đẹp nè, nhưng mà hiện tại đang giao cắt MA rồi, giá cũng cách xa được MA rồi, khả năng là nó nhích nhích lên tí nữa xong nó đâm, nó tạo phân kỳ rồi đâm. Hiện tại lát 4 chưa phân kỳ, H1 chưa phân kỳ, M15 cũng chưa phân kỳ. Còn nếu mà anh muốn long thì anh chờ nó về test lại quanh đường MA này 6.3 này, 63 này, đấy là dưới cái đoạn này luôn, 630. Sọt 626. Ôi trời ơi, anh sọt như thế là sọt đỉnh à, anh sọt đáy à, thôi anh lo cắt đi. Lo cắt đi anh ơi, sao lại sọt 626 ta, anh mà cắt đi. Trời ơi, người ta sọt á thì người ta phải xem cản ở những khung lớn á, anh sọt như thế là toan rồi. Giờ anh khấn cho BC đâm mê thì may ra anh về bờ, còn không là con này nó đi ngang nó lên tiếp á. Volume hiện tại của nó đang đang giảm dần ở khung bé, nhưng mà khung D thì ngày mai đóng cửa lận. Bây giờ để em xem thử khung 4, H4 giá cũng tăng mà volume cũng tăng, giá tăng mà volume tăng thì anh em hiểu rồi đó, chỉnh xuống phải múc lên thôi à. Canh cắt đen ơi, không ổn đâu. CRV lúc nãy xem rồi, CRV lúc nãy xem rồi mà, xem cho chị gì đó, đi ngang mà có gì đâu, đi ngang rồi. Nhưng mà bạn Long ở chỗ này là bạn Long ngay 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 cản khung D nè, bạn nhìn nè, bạn đang Long ngay cái cản khung D đấy nha, bạn cân nhắc nha, Long ngay cản khung D đấy, ngay cản khung D nha. Không biết nó có vượt được cản hay không, nhưng mà bạn nghĩ nè, 1 2 3 4 5, 5 cây nến 5 ngày là không đục được cản quanh khu vực đó. Long ngay đỉnh không thì chịu rồi. RSI có ảnh hưởng nhiều đến đường giá không? RSI nó chạy sâu đường giá chứ. Bạn có hiểu đường giá không? Bạn không hiểu đường giá là gì thì sao bạn biết? RSI nó luôn luôn chạy sâu đường giá chứ, làm sao nó chạy trước đường giá được? Nến đóng cửa nó mới chạy mà. Làm sao một ngày kiếm được 50 đô chắc ăn, làm gì có dù khái niệm chắc ăn ba. Chắc ăn thì ai cũng giàu rồi, ai nghèo. Làm gì có khái niệm chắc ăn, không có khái niệm chắc ăn đâu nha. Trade là một cái công cụ tới sản xuất thôi. Mình không xài MACD, mình chỉ xài RSI thôi. Muốn kiếm 50 đô một ngày thì học đi, học cho giỏi đi, rồi xong mà luyện tập. Luyện tập từ từ, ngày kiếm 10 đô 20 đô trước xong mà nâng dần lên, chứ ai đâu mất đùng vô phép làm ăn được ngày 50 đô. Để ai thì bạn tự lên YouTube bạn tự học lại đi bạn ơi, clip YouTube của HC Capital có hết rồi, dạy hết rồi, tất cả mọi thứ mình đã dạy hết trên YouTube của HC Capital. Anh em lên đó follow rồi sạch đi, sạch đi, có hết đầy đủ nha.
đàn hồ á. So, ABT 7.475, 75L48 hả? Hiện tại nó đang hiện tại giá này hiện tại giá này á, bạn chờ nó gãy cái hỗ trợ 4.66 này, bạn sọt bạn lấy SL là 4.75. Còn bạn sọt 4.75 SL 4.8 là bạn có thể là bạn sẽ thấy SL sai nha. 4.75. 4.75 với điều kiện là nó phải rút chân, nó phải rút rau, sorry, nó phải rút rau quanh hai cái đường MA này, giống con EDX này đó, thì lấy SL ngay cho đó thì ok. Còn không thì mình chờ gãy 4.66 thì mình lấy SL là 4.75. Thôi mình xin phép up vò nhá. Hò quá, nói nhiều quá ho. Tuần sau. Hy vọng tuần sau khỏe, anh em mình lại vào tiếp. Anh em hỏi kiến thức đi, hỏi kiến thức nhiều vào. Còn kèo quá có, kèo sổ riêng, kèo sổ bóc có mà sẽ up channel. Kèo sổ bóc có mà up channel mình có ăn mình đâu. Đúng không? Anh em để kèo sổ bóc luôn luôn, mình đều up channel cho anh em. Mình không hề ăn một mình luôn. Đúng không? Riêng trong nhóm bộ túc mình cũng cho kèo support luôn mà mấy ông không 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 chịu, không chịu theo tới khi mà giá nó tăng x3 x4 rồi mấy lúc đó mới bay hỏi anh ơi mua được nữa không, mà trong khi thứ hai đầu tuần á là cái ngày quan trọng nhất là mình lên cái plan BTC cộng thêm trong đó nó sẽ bao gồm hai phần, phần một là support, phần hai là margin. Đúng không, kiến thức cũng cho anh em rồi, làm clip cũng cho anh em luôn rồi, kèo support cũng cho anh em luôn rồi, nhưng cái quan trọng là anh em có chịu đọc hay không, anh em có chịu theo hay không. Bây giờ anh em không theo xong mà giá nó ăn rồi, nó giá nó bùm hết rồi, anh em vô anh em hỏi anh ơi có chơi được nữa hay không thì thua, lúc đó là ối giời ơi rồi, giá nó tệ nó trẻ rồi. Có mà đang đồ uống đồ đủ ngâm mật ong nè, nhưng mà vẫn 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 ổn. Thôi mình xin phép up vào nha các ba anh em nha. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ. Nhớ nhớ lên xem mấy clip chị học ở trên YouTube của HC Capital đó, nhớ like và subscribe kênh nha. Bye bye anh em.